tay lên, cái chuẩn bị dở ra nha. Được chưa, lấy tay lên, chuẩn bị cua nè. Chuẩn bị, dở luôn nè. Sao bước lại. Con muốn xin tí chút tiền, gọi là tiền đầu tư á. Cỡ nhiêu? Khoảng 100 triệu à. 100 triệu luôn hả? Tiền đâu tía có con? Tí không thương con thì nói đại đi. Tí muốn để cho người ta cười, nói con là con của đại gia Ba Đía, chủ nhà hàng bự nhất, mà không có tiền lo cho con gái mình nữa. Tí không có thiệt mà, có tí cho liền. Tí năn nỉ mà, đâu có nhiều đâu. Tí cho tiền con đi, con phát triển sự nghiệp, rồi mai mốt ha, con nổi tiếng con đền công ơn lại tí sao. Đi mà. Tí cũng không có cách nào khác đâu. Qua đợt này nhà hàng có lời, tí sẽ đầu tư cho con nhiệt liệt nha. Muốn gì được nấy ha. Mệt tiếu à. Mai mốt con không có xin tiền tía nữa đâu. Con sẽ tự bươn chải kiếm tiền làm album, không có cần tiền tía nữa đâu. Quê à. Tí không có tiền thiệt mà. Con làm cái gì để có tiền mà làm album? Kệ tôi đi. Em nghĩ nha, có đủ tiền em sẽ tập trung làm ăn đàng hoàng, để em lo tương lai cho thằng Tèo. Em muốn nó có cuộc sống ổn định như người ta. Anh có biết không, thằng Tèo nó chính là mối lo lớn nhất của em đó. Anh, mai này về sống chung với nhau, anh hứa với em là anh phải thương thằng Tèo nhé. Thương mẹ nó nên thương hết người thân của nhà mẹ nó luôn. Bánh xèo bây giờ hết rồi, ngày mai chú quay lại ăn nha. Không, chỉ bữa nay thôi. Sao muốn chính tay của em là làm bánh xèo cho sao ăn được không? Chú buông tôi ra đi. Sao mà buông được chứ? Chú buông tôi ra. Chú làm cái gì Khoan, vậy? Sao làm gì vậy? Buông tôi ra. Ông làm gì vậy? Buông ra. Ông làm gì vậy? Mày là ai? Mày là thằng nào mà đánh tao? Ông mới làm cái gì? Thằng nào? Ông mới làm cái gì? Thằng nào? Ông mới làm cái gì? Cái gì ông ảo vậy? Cái gì ông ảo vậy? Cái gì? Hả? Anh Sáu. Chú Ba. Trời đất ơi, sao gì nè? Sao gì nè? Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Đồ. Ngồi đây. Thằng nào? Thằng nào dám đánh anh vậy? Đồ đồ. Thằng nào mà con gì? Mày đánh anh Sáu phải không? Dạ. Là con. Mày là thằng nào? Tại sao dám đánh người nhà của tao? Đón xem Về Đi Tía Ơi 19:45 trên kênh SCTV 14.